Nếu muốn gọi một con âm ly gấu mà lại giá vừa phải, coi như giá rẻ đi, thì con Sony này không thể không gọi đến. Trước mắt các bác là một con âm ly đạt những cái tiêu chí như vậy, rất khủng, rất khỏe, rất gấu và lại vừa tiền. Đó là Sony 3 số 2 ESX. Cái dòng Sony lúc nào nó cũng thế. Ở đây thì nó ghi thêm một số nữa, nhưng ở đây thì nó chỉ ghi thế này. Đấy là đặc trưng của hãng Sony. Đánh hai đôi loa AB cộng B. Và con âm ly này tôi cũng dùng hai từ là cối đá để miêu tả em nó. Nó cực kỳ nặng và gấu. Con âm ly này các bác hoàn toàn có thể ghép vang để hát karaoke gia đình vào những đôi loa chính hãng, loa xịn. Và nó có thể đánh vào những đôi loa to để có thể khai thác ra chất âm của sản phẩm các bác đang có. AB cộng B chỉnh bát chép và có chức năng pause dề. Chức năng pause dề nó ở mức này đó. Tôi đang chạy loa bình thường thì sẽ không vặn sang mức on. Nó thay bằng làm cầu chữ U thì nó có cái này. Chỉnh bát chép đây. Xua đi đấy các bác không được bấm. Đây là cân loa, đường vào âm thanh. Đẹp long lanh luôn, long lanh cạnh tranh. Khoảng một tuần tôi đã bán một con này, không nhầm thì là cho bác ở trong Bình Thuận, trong tỉnh Bình Thuận, Phan Giang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Ninh Thuận nhầm, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, Bình Thuận. Đây là cầu chữ U, 215W, 952 là số tên của em nó. Tiếp theo một cái tên chính của nó là 3 con 2 ESX và các đường vào âm thanh. Loa A, loa B, 4 đến 16 ohm. Tổng thể đẹp không điểm chê. Các bác nhìn nước sơn mặt sau, đồng màu và sáng đen màu bóng, sáng đen bóng. Chỉ có những mẫu âm ly Sony thì nó mới có vừa tiền mà lại khủng như thế này. Bởi vì nó không bị đẩy giá. Nó rất khủng và khỏe và hay các bác nha. Nếu mà có điều kiện các bác ghép thêm một cái lọc nữa thì nó ra chất luôn, nó ra chất luôn đấy. Mở to hơn thì thôi, mở nắp ra đã. Làm kiểu ảnh đã chứ. Nó màu đen nên là quay nó sẽ bị tối trong video các bác nha. Nội thất đã được trưng ra để các bác có thể ngắm nhìn em nó. Đó. 4 tụ lọc, 2 cái tụ bên này không biết nó làm cái gì, 2 cái tụ bên này cũng không biết nó làm cái gì. Và thêm cái nguồn này. Chắc nó là quả tim của cái con Dolby này. Sạch bóng luôn. Sạch bóng mờ lại đẹp, gọn gàng, chi tiết. Xò than. Xò than bám vào cái tản nhiệt kìa, chi chít đấy các bác nha. Đó. Vỉ sạch bóng, đẹp. Nói chung là hàng đẹp nó như vậy là chuyện đương nhiên tại cửa hàng tôi. Hàng bán, bảo hành về chất lượng, test sản phẩm 2 tuần, lỗi do sản phẩm, đổi luôn. Tất nhiên, mong các bác không được cắm nhầm điện, không được đấu chập dây loa, không được mở nó hết công suất. Đấy là những điều cơ bản. Bởi vì không có lý do gì nó tồn tại đến ngày hôm nay. Nó có thể trình diễn để các bác nghe mà nó lại về cái nó hỏng ngay được. Nếu nó hỏng thì nó chỉ bệnh liệt xẹt. Đấy, những cái bệnh cơ bản của một sản phẩm đi. Còn cái chuyện hỏng mà để nó hỏng so, hỏng tụ, hỏng nguồn thì chỉ có con người tác động vào nó mới hỏng. Đấy là nói thật luôn các bác nha. Nếu ai đã từng chơi MV thì sẽ hiểu được đó. Nhập kỷ đời tôi kỷ thêm một lần thương. Nhập đến thay tình yêu ngắn đôi. Xin nhắc lại là nó 4 tụ lọc nha. Cái này vứt đi được này. Dán nó cố định vào đấy để cho nó chắc chắn thôi. Lẽ ra nó che phô ra thì nhìn nó phê hơn đấy các bác nhỉ. Cái tản nhiệt đấy nó không khác gì bức tường của Donald Trump đang làm tiếp giáp biên giới giữa Mỹ và Mexico. Chắc ông Trump ông lấy ý tưởng đấy con âm ly này. Thỉnh thoảng phải đùa tí cho vui nhỉ các bác nhỉ. Bát đánh rầm rầm luôn. Tôi
nó sinh ra nhằm tìm kiếm mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiều đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã chạy tầm... Quá phê rồi. Quay sát mặt tiền để các bác cảm nhận thêm em nó một lần nữa. Tại Minh Elder Đông thì rất thích phải chi tiết và rõ ràng như này. Bởi vì sản phẩm nó như thế nào thì tôi muốn bán sản phẩm tiền nó phải như vậy. Và cũng muốn là thuận mua vừa bán. Rõ ràng. Các bác hợp miếng là chén, không hợp miếng thì bỏ qua. Rất đơn giản. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.